Video tiếp theo này chúng ta nói đến một nguyên tố và nguyên tố này chúng ta có 4 âm tiết. Chúng ta cùng xem nguyên tố này trong tiếng Anh sẽ được đọc là gì nhá. Âm số 2 là âm được nhấn trọng âm và đây là âm O và mình sẽ đọc thành âm O, O và mình đọc thêm dấu sắc là ấu đúng không ạ? Bì âm vì đây là hai âm không nhấn trọng âm. Âu bì âm. Âu bì âm rất dễ rồi, ai cũng có thể đọc được đúng không ạ? Vậy vấn với vấn đề như thế này là tất cả chúng ta đều có thể tự tin đọc được phiên âm đúng trọng âm bằng ngữ điệu. Nai là chưa có dấu huyền rồi vì đây là âm không nhấn trọng âm. Nai âu bì âm ngay là chúng ta sẽ đọc không có ngữ điệu, chúng ta hãy đọc là nài. Nài âu bì âm, nài âu bì âm. Và chúng ta tập trung tâm trí vào trọng âm thôi, chúng ta sẽ thấy ngữ điệu của chúng ta rất khác. Nếu viềm, nếu viềm, dần dần chúng ta sẽ đọc được như vậy, đúng không ạ? Và thực tế là người nước ngoài đang đọc tập trung trọng âm như thế. Nếu viềm, được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại thầy cô và các bạn ở video tiếp theo.